đó. Bên tay phải của Amigo đây nè, hồi xưa đó là một cái tổng tham mưu đầu tiên của quân đội Việt Nam Cộng Hòa này đó. Ngay tại đây thời mà quân đội quốc gia đó, sau khi mà Pháp bàn giao lại cho bên quốc gia Việt Nam á, thì nơi đó là bộ tổng tham mưu đầu tiên do thiếu tướng Nguyễn Văn Thinh làm tổng tham mưu trưởng. Ngoài đây nè, tòa nhà SCB. Ồ, xây lại luôn hả ta? Ồ, xây thêm hay xây lại ta? À, xin thưa bà con bác, đây là hồi xưa đó là lò gạch đời Tân. À, đây là lò gạch đời Tân. Rồi kế bên đây nè, có cái nhà thương Sùng Chính. Xin thưa bà con có bác, cái nhà thương Sùng Chính này hồi xưa á là cái dưỡng đường đời Tân luôn đó bà con. Trước khi có cái bệnh viện chấn thương chỉnh hình này nè, thì hồi đó là trong cái lò gạch đời Tân này có một cái dưỡng đường, rồi dưỡng đường đời Tân và một cái khách sạn, khách sạn Victory ở đây của ông Nguyễn Tấn Đời. Khách sạn này thì ông cho quân đội Mỹ thuê. Ông Nguyễn Tấn Đời này là phải nói là ông là ông chùm của ngành ngân hàng nha bà con. Ông là con quan tài, hồi xưa ông làm gạch, rồi sau đó cái mọi người kêu ông qua làm ngân hàng. Và khi mà với cái con người về bản tính mà mình tài giỏi á bà con, những con người tài giỏi thì làm gì nó cũng được á. Làm gạch ông cũng là rất là thành công, sau đó chuyển qua cái mảng ngân hàng. Ông làm coi như là làm khiến cho tất cả các ngân hàng mà từ nhà nước cho đến tư nhân là coi như là xích bất sang ban gì cái những cái chính sách của ông. Và cuối cùng là do ông làm ghê quá cho thành thử ra là hầu như lúc đó ở miền Nam Việt Nam ai cũng biết ông Nguyễn Tấn Đời này là bị ông Nguyễn Văn Thiệu xử lý. Và cuối cùng là cuộc đời của ông là bị tán gia bại sản luôn và phải bị giam ở trong tù. Rồi sau năm 1975 hình như là nghe nói là ông đi vượt biên. Ông đi vượt biên ra nước ngoài và cuối cùng ông lại trở thành một người thành công ở nước ngoài luôn nha bà con. Nhiều khi ấy, mình không phải mình nghĩ gì nhưng mà có nhiều cái thứ mà mình khó tin lắm. Người giỏi là họ đi đâu họ cũng giỏi bà con. Người mà kinh doanh thành công là họ làm cái gì họ cũng thành công đó. Còn giờ mọi người mà dở mình có đem một túi tiền đó bạc tới cho họ, họ cũng phá banh luôn. Còn người mà giỏi cái từ tay trắng là họ làm nên tất cả. Rồi đây là Hotel Đồng Khánh nè. Đây là mình vô đây là mình vô khu vực của Đại Thế Giới đây. Hồi xưa đây là trường sinh ngữ quân đội Đồng Khánh nè. Giờ là điểm tu tắc. Đáng lý là ba mẹ còn sẽ chở bà con bác đi về cái con đường Lương Nhữ Học này qua bên cầu Chà Già để cho bà con bác xem cái con đường Lương Ngọc Quyến với con đường Lương Văn Can. Nhưng mà thôi chắc hẹn bà con bác lại đợt sau đi, tại vì bây giờ ba mẹ cô lại có việc bận đó. Phải lo để giải quyết công việc của mình cho nên ba mẹ cô phải đi cái con đường ở bên đây. Giờ là ba mẹ cô phải về cái khu tên lửa Bình Tân đó bà con, chứ không có về bên Bình Chánh. Ở đây hồi xưa có đập đầu quê nè, sau này đổi tên là đập thủ đô. Còn cái chỗ Đại Phát này hồi xưa là bốt cảnh sát công lộ đó bà con. Hồi đó đây là cái building nè, quân đội Mỹ thuê đóng quân ở đây nè.
kế bên nữa là rạp hát Lido. Còn đường Trần Xuân Hòa này là đường Châu Văn Tiếp. Rồi giờ 30 gầu quẹo phải vào con đường Ngô Quyền. Đường Ngô Quyền bên đây nè bà con, bên tay trái 30 gầu đây hồi xưa là nhà của Trung tướng Nguyễn Văn Là nè bà con. Trung tướng Nguyễn Văn Là này là ông sau ông đại tướng Cao Văn Viên thôi. Ở đây là ngã tư đường Ngô Quyền với đường Nguyễn Trãi. Có mấy cái nhà xe Campuchia. Rồi bên đây là nhà thiếu nhi quận 5 nè bà con, hồi xưa đó là nhà của đại tướng Cao Văn Viên á. Đối diện qua bên tay phải 30 gầu đây là chẩn viện quận 5. Mình đứng ở đây nè, nhìn qua bên kia đó là hiến máu cứu người bà con. Đó là trung tâm huyết học, nhà thương Hồng Bàng. Nhìn thẳng trực diện qua bên kia luôn là trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An á. Thì nơi đó hồi xưa là ta còn được gọi danh, mệnh danh đó là Trường Bưởi. Trường Bưởi ở Sài Gòn. Rồi qua đây là nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa nè. Rồi có Đại học Xá Minh Mạng nè. Con đường này đậu xe quá trời luôn ha. Người ta đi khám bệnh đó bà con. Rồi đây, hồi xưa đây là bệnh viện Phạm Ngọc nhà thương Hồng Bàng đây. Chuyên trị lao phổi. Bữa nào ba Mego sẽ kể cho bà con bác nghe về cái nhà thương Thí ha. Trường Hùng Vương. Mẹ, cha, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Trên đời này thì chỉ có cha với mẹ là tốt với con cái thôi. Còn cái chuyện mà con cái tốt với cha mẹ cũng hên xui thôi mà con. Bà con cô bác có biết là sao mà ba mẹ cậu nói như vậy không? Xin thưa bà con cô bác, sẵn đây để ba mẹ cậu chia sẻ để bà con cô bác xem có đúng hay không. Đó là cái tình thương của cha mẹ bây giờ nó khác với tình thương của cha mẹ hồi xưa. Hồi xưa con cái được dạy cái chữ hiếu là lên đặt lên hàng đầu nha bà con. Rồi thời nay xin thưa bà con cô bác, tình cảm cha mẹ đặt cho con là không bao giờ nó có sự thay đổi rồi. Từ ngàn đời xưa tới giờ rồi. Hầu như là vậy, từ giàu đến nghèo, từ trung cấp cho đến từ bình dân hay là dân mà nó nghèo mặt. Nói chung là nó có nghèo, thậm chí là tệ bạc đi nữa. Con người nó có ác nhân, thức tốc gì đi nữa. Nhưng mà tình cảm dành cho con cái của mình không bao giờ vơi. Cho nên phải nói rằng là tình cảm cha mẹ dành cho con cái là không có gì đếm được hết á. Nhưng mà có cái điều tình cảm ngược lại thì cũng có những đứa con nó tốt, nó hiếu thảo với cha mẹ lắm. Nhưng mà cũng có những đứa con nó không có tốt. Và có những đứa con nó nghĩ rằng nó tốt nhưng mà nó thật sự nó không tốt được. Để bà mày còn kể cho bà con bác nghe một cái câu chuyện như thế này để bà con bác xem coi nó có tốt hay không.
đó là người ta thường hay có cái câu người ta nói á, hồi nhỏ đẻ con ra thì mình nuôi nó, giờ đến bây giờ nó lớn nó khôn nó bự con rồi, bây giờ mình nuôi cháu, mình nuôi con của nó, con của nó, và rốt ra cuộc đời này xét ra xét lại cuối cùng là không được cái gì hết. À, hồi xưa còn trẻ mình đẻ ra mình nuôi, còn bây giờ mình già đáng lý mình được hưởng cái tuổi già thì lại cuối cùng cái mình lại đi nuôi tiếp được đứa cháu. À, rồi có nhiều người cho rằng vậy là có hiếu rồi, nhưng mà thật sự là ba mẹ còn không thích cái chuyện đó lắm nha bà con. Con của ba mẹ còn nói vậy chắc không biết mà bà con cũng hiểu mà phải không? Có những đứa con bây giờ nó đẻ con ra xong nó quăng con nó cho ba mẹ nó nuôi luôn. À, có nha bà con. Nó không thèm quan tâm đến con nó luôn. Rồi có những người con á mang danh là coi như là báo hiếu cha mẹ, nhất là cộng đồng ở nước ngoài đó, ba mẹ còn nói thật. À, thôi để bảo lãnh ba má qua, để bảo lãnh ba má qua, tưởng sao qua đâu phải là cho đi ăn, đi chơi, đi uống gì đâu bà con. Qua quăng cho đi giữ con giùm. Xin ơn bà con cô bác ở chính sách ở nước ngoài á bà con. Ở Mỹ á bà con cô bác vô lớp 1 thì Mỹ nó nuôi nha bà con. Chứ còn mà vòng vòng ở dưới mẫu giáo đóng tiền thấy bà nội luôn á. Cho nên cái tiền mà bà con cô bác cho nó đi vô mẫu giáo á, thì một á là hai vợ chồng á, hai lương cao nhất thì đi làm, còn ai mà lương thấp nhất thì nghỉ nhà nuôi con. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền mà mình đi làm không đủ tiền để mình trả tiền đóng học cho con nha bà con. Đó là một. Cho nên thường mà vợ chồng nào mà có con trẻ là bắt buộc là phải nghỉ bớt người ở nhà nuôi con, hy sinh á. À, chính vì lẽ đó cho nên là có một số đứa con thôi để bảo lãnh ba má qua Mỹ, để bảo lãnh ba má qua đây, tưởng sao qua giữ con cho nó đó bà con. À, qua nấu ăn nấu uống cho hai vợ chồng nó, rồi xong giữ con cho hai vợ chồng nó luôn, để hai vợ chồng nó tung tăng đi chơi nữa, thậm chí đi chơi luôn, giao con cho ông bà luôn. À, nhưng mà ở Việt Nam thì sao, mang tiếng. À, ở Việt Nam thì mang tiếng, trời ơi được con cái, trời ơi, nó sướng quá, nó thương quá. À, trời ơi con ông bà có hiếu quá ha, trời ơi, nó cho ba má nó qua Mỹ chơi ha, trời ơi, này nọ, nhưng mà hỏi rồi rốt cuộc qua vẫn chơi được gì. À, lâu lâu buồn buồn cuối tuần vẫn đi ăn cái, đi vô mò cái rồi xong đó, hoặc là cho đi ra dạo biển gần đó, đi ra bờ biển tắm biển cái rồi xong đó, về hỏi biết tự nhiên có đi đâu được, có biết gì đâu, có đi đâu gì đâu, tụi nó bên bển tụi nó cũng bận quá, nó đi làm cái đó là đỡ nha bà con, hết thời gian xong cái về lại quê hương, quê cha đất mẹ. À, là cái nghĩa là qua bảo lãnh qua chơi giữ con thôi, con cái lớn rồi thôi bà về đi. Còn một số trường hợp bảo lãnh qua luôn á, xin thưa bà con cô bác, nó còn tệ hơn nữa. Đến khi mà con cái nó lớn rồi, à, rồi bắt đầu gì à, những đứa con này bắt đầu nó có hiếu lắm, nó cảm thấy là bắt đầu cha mẹ nó bắt đầu trở thành vướng bận, vướng tay vướng chân của nó, thì cha mẹ già rồi. À, nên thưa bà con quá, cha mẹ già rồi, hồi xưa còn già nhưng mà cũng còn khỏe khỏe chút, còn nuôi con cháu được, giờ càng ngày càng già sức khỏe lụm cụm rồi, bắt đầu cảm thấy vướng tay vướng chân, thôi giờ để thương ba má, để muốn tốt cho ba má, thôi giờ mời ba má vô viện dưỡng lão ở nha, con đóng tiền cho ba má trong chậu đó, vậy là tốt rồi đó bà con, vậy là có hiếu rồi đó. Rồi xin thưa bà con cô bác, không phải đâu, ở Việt Nam cũng y chang vậy đó, ba mày còn nói thật, đâu cần đâu xa, ngay cái chỗ mà ba mày còn sống luôn, có hàng hàng xóm, Nam Định Thái Bình. Rồi xong cái đến dịp hè, ba mày còn thấy cái đến dịp hè tự nhiên thấy có ông cụ ở ngoài miền Bắc vô, ông cụ ngoài miền Bắc vô. Thì cái ba mày gọi hỏi, ủa em dẫn ba má vô chơi hả, ba vô chơi hả? Dạ không anh ơi, chỉ có ông ba thôi, còn bà cụ thì ở ngoài lo nhà cửa ngoài đó, chỉ có một người một lần vô là vô người à.
Rồi xong vô cái ba mới gọi mới hỏi, ủa vậy em dẫn ba ông cụ đi đâu chơi chưa, đi cho biết Sài Gòn. Ôi ông cụ không có thích đi em ơi. Ủa chứ vô đây làm gì? Thì vô đây chơi với con cháu là được rồi. Vậy đó, ông cụ không có thích đi đâu á, chứ thích ở nhà chơi với con cháu thôi, quay quần con cháu. Rồi xong cái hai vợ chồng quăng con, quăng đứa con gái cho ông cụ rồi lo luôn. Rồi ông ở nhà ông dạy đứa cháu học này nọ, rồi tắm rửa cho đứa cháu. Đó, y như một người mẹ hiền luôn. Rồi cỡ khoảng 2-3 tháng gì đó, rồi xong ông cụ về. Ông cụ về thì bắt đầu bà cụ vô bà con. Vậy đó, ông cụ mà nhớ nhà quá, ông cụ đi về bắt đầu là tới được bà cụ vô. Đó, rồi cũng vòng vòng ở nhà vậy, chơi với cháu, rồi dạy cháu học gì đó. Đó, bà con quá thấy chưa. Cho nên ba mới nói là lúc mà đẻ nó ra thì nuôi nó, nhưng mà đến khi mà nó lớn rồi thì bắt đầu đến nuôi cháu nó. Rồi chưa sống đâu à, lo vậy rồi nha, rồi bắt đầu còn lo tiếp nữa. Trời ơi, không biết là sau này nó sao. Nói chung là cha mẹ tối ngày cứ lo con, mà cuối cùng làm cho đứa con không bao giờ nó lớn lên được. Nó bảo bọc quá bà con à. Cho nên ba mẹ còn nói là cha mẹ thương con là thôi, không có gì để bàn được hết á. Từ cái người mà không ra gì nữa, nó cũng thương con nó, chắc chắn một điều gì đó. Nhưng mà để con cái thương cha mẹ, cái điều đó là đặt dấu chấm hỏi nha. Tại vì sao? Thật ra thì cũng tốt. Lo cho ba mẹ, lo lên ba mẹ, lên chơi với con cháu, cái đó, điều đó ba mẹ còn không phủ nhận nha. Ông bà chơi với con cháu cũng tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng là nó cái trong đầu nó có suy nghĩ rằng là nó như vậy không, hay là nó đang suy nghĩ trong đầu đó. Thôi kiếm ông bà cụ giờ, ông bà cụ về hưu rồi, thôi kiếm ông bà cụ lên đi, tiết kiệm được mớ tiền. À, cái trong đầu nó có vậy không? Hoặc là một số đứa đó, ôi ba má ơi, để lo cho ba má này đó, lo cho ba má. Nhưng mà thật sự là nó lo cho ba má hay là nó đang chú trọng vô cái gia tài của ba má nó còn lỡ lại? À, nhiều lắm nha bà con, ba mẹ còn nói thật. Về vấn đề mà con cái đối với cha mẹ là nhiều, còn đặt nhiều dấu chấm hỏi lắm. Hở cái nó chưa lo được cho ba má, nhưng mà hở cái là xin ba má. Thôi xin cái này, thôi cho con chiếc xe, thôi cho con căn nhà, thôi giờ lo cho cháu đi, thôi giờ ba má rồi, giờ lớn già rồi, thôi giờ ba má rồi, có tiền lo cho cháu đi. Vậy đó. Mà nếu mà gia đình mà một con thì thôi cũng đỡ nha bà con. Ba mày gọi nó thật, gia đình một con á, đẻ một đứa đó thì thôi kệ, rồi mình có mình đứa nó thì kệ mẹ nó, cho nó luôn đi, khỏi tính. Nhưng mà xin thưa bà con bác, gia đình nào mà sinh đẻ như trước năm 75 á, 4-5 đứa đó, hoặc là 6-7 đứa đó, xin thưa bà con, bắt đầu nó dành. Của đâu mà để cho giữ vậy? Thế là bao nhiêu nó cũng dành. Rồi nó đòi, nó dành, nó chia, rồi bắt đầu cái đứa này nó nhìn đứa kia. Rồi chưa kể dâu rể nữa nha bà con. Ba mày gọi nó thật. Con cái nhiều khi anh em với nhau đi thì thôi không nói, nhưng mà đụng tới dâu với rể rồi bắt đầu bàn ra bàn vô. Thằng con rể để nói đó, bà nhìn đi, anh em của bà đó, đó đó đó, anh em của bà có ra gì ấm ôm ra mà tốn ngày cứ dành gia tài, thấy không? Hoặc là đứa con dâu đó, đó ông coi đi, mấy chị em nhà ông đó đối xử với tôi thì sao đó. Xin thưa bà con, bác nó khổ gì đó, cuộc đời nó vậy đó bà con. Cho nên ba mày gọi nói trên đời này cha mẹ thương con, điều đó là luôn luôn đúng, chắc chắn luôn, ba mày gọi nói thật. Cha mẹ mà thương con rồi là không có gì mà tiếc của với con á, chỉ cần nó tốt, nó vui, nó sướng. Nó vui thôi, chỉ cần thấy nó vui thôi là cha mẹ cũng vui rồi. Cái điều đó là cái điều mà ba mẹ gọi là thấy rõ ràng luôn á. Bất cứ chỗ nào, nơi nào trên thế giới này cũng vậy, từ châu Phi đến đâu, tất cả mọi nơi cha mẹ lúc nào cũng có tình thương con vô bờ bến.
tới đây rồi, đã tới cảng miền Tây rồi. Chúng ta đang quay về cái nơi mà chúng ta thường hay xuất phát. Giờ mình quẹo vô con đường này là vô cư xá Phú Lâm C nè. Đường này đường Hoàng Văn Thọ. Ở đây có ngôi chợ. Chợ này là chợ Nguyễn Thúc Tự gì nè, chợ cư xá Phú Lâm C. Bên tay phải là L và bên tay trái là Lô K. Mình qua bên đây bắt đầu là tới vô khu nghỉ địa rồi bà con. Khu này hồi đó là khu nghỉ địa. Nghỉ địa này người ta gọi là an dưỡng địa Phú Lâm. Là đây nè bà con. Ngay tại đây luôn nè. Đó là an dưỡng địa Phú Lâm. Đó, khu này hồi đó mồ mả nhiều lắm. Ao sen, ao nước. Bên tay phải này là lò thiêu nè. Đó, đây là lò thiêu an dưỡng địa nè. Hồi xưa cái lò thiêu này nằm ở giữa một cánh đồng trống nha bà con. Đó, xung quanh mồ mả với đồng trống mà. Bây giờ bà con quá thấy không, nhà cửa quá trời luôn đó. Toàn bộ khu này ở xưa là an dưỡng địa mà con. Ở bên đây là chùa Quỳ Nghiêm nè. Thôi ba mày cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mày cầu. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.